nghiệp đen là những cái nghiệp bất thiện, là những cái nghiệp ác, là những cái nghiệp sẽ đưa lại đến những cái quả báo khổ đau bất hạnh, như thân hành có tổn hại. Ở đây là thân mình làm những cái việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đấy là cái sự có tổn hại, đem lại cái sự đau khổ cho những chúng sinh khác, đem lại cái sự bất hạnh, đem lại cái sự bất an cho những chúng sinh khác, thì đấy là thân hành có tổn hại. Có thể là vì đó hại người, nhưng cũng có thể vì đó hại mình, như là những cái người tu những cái khổ hạnh ép xác, những cái người thực hành cái hạnh con chó con bò này thì nó không tổn hại đến người khác, nhưng có tổn hại đến chính bản thân mình. Đó cũng là sự thân hành có tổn hại. Người thực hành những cái pháp khổ hạnh vô ích thì là người đó tổn hại chính mình. Và cái người mà làm khổ cái người khác thì đấy là làm tổn hại một cái đối tượng, một con người, một chúng sinh ở bên ngoài, thì cũng đều tạo ra những cái ác nghiệp. Khẩu hành có tổn hại, những cái người nói ra những cái lời nói xúc phạm, phỉ báng, mắng nhiếc, những cái lời nói đem lại sự đau khổ bất an cho người khác. Và ý hành có tổn hại là những cái tâm bất thiện nó khởi sinh lên ở trong tâm, như là tham sân si, tất cả những cái tâm cấu uế, ô nhiễm, phiền não ở cái mức độ cao thấp khác nhau, có sự ác ý, có sự sân hận, có thể là hướng về người khác, hoặc là đó chỉ là những cái tà kiến sai lầm làm tổn hại chính bản thân mình, thì cũng đều là những cái pháp gọi là có tổn hại. Nếu như cái người ấy thuần sống trong cái pháp ấy, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, hay trải qua suốt cả một cuộc đời, thường xuyên tích tụ, tích lũy, làm tăng thịnh, tăng trưởng những cái ác nghiệp này theo từng ngày, từng tháng. Những cái nghiệp ác ấy, nó được tích lũy lại trong một thời gian dài, thì nó rất là sâu mạnh, cho nên là sẽ đưa lại cái quả báo đó là sau khi thân hoại mạng chung ở cái cõi đời này, thì cái chúng sinh ấy sẽ sinh về một thế giới có tổn hại. Thế giới có tổn hại là một cái thế giới chịu cảm thọ nhiều cái nỗi bất an, khổ đau, bất hạnh. Như là sinh vào trong địa ngục thì đấy là một cái nơi luôn luôn có sự tổn hại. Sinh vào trong ấy thì sẽ phải cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, cảm thọ những cảm xúc chạm có tổn hại. Xúc chạm như là vì ấy khi mở mắt ra thì nhìn thấy quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa, những cái binh đao, những cái khí giới hành hình, những cái lửa giữ thiêu đốt. Vị ấy phải nghe những cái âm thanh ghê rợn, rùng rợn. Vị ấy phải ngửi những mùi hôi thối. Vị ấy nuốt hòn sắc nóng, uống nước đồng sôi. Vị ấy phải xúc chạm với những cái đau đớn ấy. Đấy là những cái sự xúc chạm những cái có tổn hại. Và do xúc chạm vào những cái sự có tổn hại ấy, vị ấy phải cảm thọ những cái cảm thọ đau đớn, khổ đau, khốc liệt, những cái sầu bi ưu não về thân, về tâm, những cái khổ đau bất hạnh về thân tâm. Thì có một cái cõi mà thuần nhất thọ khổ, đó là cõi địa ngục, luôn luôn khổ, luôn luôn khổ, không có lúc nào được an vui cả. Đấy là những cái người thuần tạo ra những cái ác nghiệp, thuần tạo ra những cái ác pháp, ngày nào cũng sống với những cái ác nghiệp ấy, ngày nào cũng tạo ra những ác nghiệp ấy, thuần tạo ra ác nghiệp như vậy, thì sẽ sinh vào một cái thế giới thuần cảm thọ những cái nỗi khổ, đau khốc liệt như vậy. Nó có thể là những chúng sinh ở trong địa ngục thì thường thường là có những cái cảm thọ liên tục khổ đau như thế. Và cái nghiệp thứ hai, Đức Phật giảng dạy rằng này Punya, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng ở đây Punya? Có người thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành, khẩu hành và ý hành không có tổn hại, thì khi thân hoại mạng chung người sẽ sinh về một thế giới không có tổn hại. Vì sao? Vì phải sanh vào thế giới không có tổn hại, vị này cảm xúc xúc chạm những cái cảm xúc không có tổn hại, vì cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại, vị ấy cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất thọ nạc như chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Như vậy này Bunya, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc vào chúng sinh, chúng sinh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sinh ấy sanh khởi, các cảm xúc kích thích chúng sinh ấy. Do vậy, này Punya ta nói, các chúng sanh thừa tự nghiệp của mình. Như vậy, này Punya gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Thì cái nghiệp này thì Đức Phật muốn nói ngược lại, muốn dùng cái hình ảnh đen trắng để giải về hai cái nghiệp thiện ác. Nó đối lập, nó đối nghịch, nó trái ngược với nhau hoàn toàn. Có những người thì luôn luôn làm những cái ác nghiệp ở thân khẩu ý, nhưng cũng có người từ cái thân khẩu ý ấy luôn tạo ra những thiện nghiệp.
Như là cái người ấy không có sát sinh, không trộm cắp, không có tà dâm, không nói dối, không tham lam sân hận, không có tà kiến. Thì đấy là thân hành không có tổn hại. Thân nhân của vị ấy không làm hại ai. Lời nói không có tổn hại ai, trong tâm không có tổn hại ai. Nếu như một cái người ấy thuần nhất trong suốt cả cuộc đời, luôn luôn sống với cái sự không tổn hại như vậy, thì sau khi mệnh chung vị ấy sẽ sinh về một cái thế giới thuần có thọ lạc, một thế giới thuần có vô hại, thế giới không có tổn hại. Thì vị ấy sẽ xúc chạm với những cái xúc chạm không có tổn hại, cảm thọ những cái cảm thọ không có tổn hại. Nhưng bây giờ làm sao một người có thể sống suốt cả cuộc đời mà không có tội lỗi gì, không có ác nghiệp gì về thân, không có ác nghiệp gì về lời nói và không có ác nghiệp gì ở trong ý nghĩ. Vì ấy có vẻ là một cái người bình thường tự nhiên, sống trong một cái đời sống thường tình trong đời mà có thể làm được cái việc này không? Điều đó rất là khó. Cái này chỉ có thể thành tựu được ở một cái người nào đấy mà có thể luôn luôn an trú trong cái pháp thiền định ấy, thì mới có thể an trú ở trong cái trạng thái thuần nhất về cái nghiệp trắng này, không có cái ác nghiệp này. Ví dụ như vị ấy có thể trú vào được các tầng thiền và luôn luôn an trú ở các tầng thiền, như là thời không chưa có giáo pháp của Đức Phật, có những cái vị ẩn sĩ, vị ấy thuần sống ở trong rừng, vị ấy thuần sống độc cư yên tĩnh, vị ấy thực hành thiền định và vị ấy duy trì cái thiền định ấy liên tục không gián đoạn, thì vị ấy sẽ thuần nhất trong cả cái cuộc đời ấy, không tạo ra ác nghiệp. Hay là có những cái vị thực hành những cái giáo pháp của Đức Phật một cách miên mật, chánh niệm tỉnh giác liên tục không gián đoạn, vị ấy cũng có thể tạo ra những cái thuần nhất về những cái bạch về những cái nghiệp trắng này, sẽ đưa đến cái quả báo trắng. Và Đức Phật mình nói cái người ấy sẽ sinh về một thế giới không có tổn hại, đó là những cái thế giới như là các cõi phạm thiên, là những cái cõi mà nó không có tham, không có sân, không có si. Về cái thế giới đấy thì có cái sự an vui, có cái sự an ổn, hoặc là có cái cõi gọi là cõi biến tịnh thiên, là cõi thuần nhất thọ nạc. Đây là ý muốn nói rằng có những cái cõi như là cái cõi không có một chút khổ, không có những cái thọ khổ, và nó luôn luôn có sự an lạc, luôn luôn có cái thọ nạc, cảm giác thọ nạc của vị ấy sung mãn trong suốt cả cái kiếp sống ấy, luôn luôn được sinh khởi, bởi vì cái tâm hữu phần của vị ấy đi tục sinh với cái tâm của tam thiền. Tức là cái người nào mà thực hành các pháp thiền định, chứng được các tầng thiền, và đặc biệt là cái pháp tam thiền là thuần nhất thọ nạc, và cái pháp tứ thiền thì thuần nhất là thọ xả, thì nó còn cao thượng hơn. Nhưng mà ý Đức Phật muốn nói đến cái sự đối lập giữa khổ với nạc, tức là có cái cõi thuần nhất thọ khổ là cõi địa ngục, thì cũng có cái cõi nó đối lập lại, nọc nà, cõi thuần thọ nạc. Cõi thuần thọ nạc là cõi biến tinh thiên, là cái cõi của cái quả, cho cái quả của cái người thực hành chứng đến cái tầng thiền thứ ba tam thiền, sinh về cái cõi biến tịnh thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, đều là ba cái cõi của cái cõi tam thiền này. Đấy là cái người thuần có nghiệp trắng đưa đến cái quả báo trắng như vậy. Và có một cái nghiệp là cái nghiệp đen trắng thì đưa đến cái quả báo đen trắng. Đức Phật dạy rằng này Bunya, nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng là có người thân hành có tổn hại và không tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, ý hành có tổn hại và không tổn hại. Do tạo ra những cái thân hành có tổn hại và không tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại ấy, ý hành có tổn hại và không tổn hại ấy, thì vị ấy sẽ sinh về một thế giới có tổn hại và không có tổn hại. Do sinh về thế giới có tổn hại và không có tổn hại ấy, vì ấy cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không có tổn hại, cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không có tổn hại. Như là loài người, một số chúng sinh ở loài người, một số chúng sinh ở chư thiên và một số chúng sinh ở các đoạn xứ. Đấy là cái quả báo của những cái người mà người ta đôi khi làm những cái thiện, việc thiện, nhưng cũng có khi làm việc ác, tức là có cả thiện nghiệp và ác nghiệp nó xen lẫn với nhau. Thì đó là những cái người mà tạo ra những cái nghiệp ở cái cõi dục giới này. Cái cõi dục giới, những cái, tức là cái người luôn luôn làm những cái việc bố thí này, giữ giới và làm những cái thiện nghiệp, nhưng đôi khi vì ấy vẫn khởi lên những tâm bất thiện, đôi khi thỉnh thoảng vẫn sát sinh một chút, nhưng mà cũng có lúc thì giữ giới không sát sinh,
đôi khi thỉnh thoảng có trộm cắp, nhưng mà cũng có lúc bố thí không trộm cắp. Đôi khi cũng có tà dâm, nhưng mà cũng có lúc ni dục không tà dâm. Đôi khi cũng có nói dối, nhưng cũng có khi nói thật, nói lời từ ái. Khi cũng uống rượu mà đôi khi cũng xa nỉa. Đôi khi cũng nói ra những cái lời thiện lành, đôi khi cũng nói ra những lời độc ác. Đôi khi cũng khởi lên những cái tâm thiện, mà đôi khi cũng khởi lên tâm bất thiện. Thì đó là những cái người rất bình thường ở trong thế gian này. Đại đa số những cái người, con người ở thế gian, hay là các vị chư thiên ở cõi dục giới, thì luôn luôn sống ở trong cái tâm trạng như vậy. Lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thiện, lúc ác, lúc thì khởi lên phiền não, lúc thì cái tâm an ổn không có phiền não. Khi gặp được những tư tưởng tốt thì cũng khởi lên được những cái tâm tốt. Khi gặp được những cái pháp môn tốt, khi được thân cận những cái bậc chân nhân, lắng nghe những điều thiện lành, thì cũng khởi lên những việc thiện, cũng khởi lên những tâm thiện lành, làm và nói những cái lời thiện lành. Nhưng mà đôi khi cũng thân cận với những cái bạn ác thì cũng khởi lên những tư tưởng xấu, cũng có những cái lời nói việc làm bất thiện. Thì những cái người ấy thì khi chết sẽ sinh lại làm người, hoặc chư thiên, hoặc là một số bằng sinh là những cái loài súc sinh. Nếu như mà những cái việc bất thiện ấy, nó nghiêng về việc bất thiện nhiều hơn, những cái việc thiện nó ít hơn, thì chắc chắn sẽ sinh làm súc sinh, sinh làm bằng sinh. Tại vì khi bằng sinh cũng vậy, đôi khi nó cũng được ăn ngon, đôi khi nó cũng có cái chỗ ăn ở đàng hoàng, nhưng đôi khi nó cũng phải cảm thọ những cảm thọ khổ đau bất hạnh. Nhưng mà cái khổ nó nhiều hơn, cái nạc thì ít mà cái khổ thì nhiều. Đó là do nó tạo cái nghiệp. Cái nghiệp trắng thì nó tạo ít, mà nghiệp đen nó tạo nhiều hơn, cho nên nó như thế. Còn ở cái cõi người này cũng thế. Đôi khi người ta mà tạo ra những cái nghiệp thiện ác, nó không có quá mạnh về cái mặt nào cả. Về thiện nó không quá mạnh, mà ác nó không quá mạnh, thì sẽ sinh lại làm người. Đôi khi mình sẽ cảm thọ những cái cảm thọ an vui, nhưng cũng có lúc cảm thọ những cái cảm thọ khổ đau bất hạnh. Cũng có lúc thì mình luôn luôn gặp những cái cảnh tốt, được cái sự an vui hạnh phúc, nhưng mà cũng có lúc mình luôn luôn gặp những cái điều rủi ro bất hạnh. Thì trên cuộc đời nó không phải là thuần những cái hạnh phúc được. Vì thế cho nên là chẳng ai trên cuộc đời này có được cái cuộc sống mà hạnh phúc viên mãn hoan hỷ như là cái mong muốn, như cái nguyện vọng của mình cả. Dù có hạnh phúc đến đâu, an vui đến đâu, thế nào cũng có tí khổ đau. Hay là dù có khổ đau bất hạnh đến chừng nào, cũng sẽ có lúc được an vui hạnh phúc. Chứ nó, nếu như mình thuần tạo ra ác nghiệp, mình đã sinh về cái cõi ác rồi, vậy thì thế nào cũng có tí nghiệp thiện ở cái cõi đời này. Thì vậy cho nên ở cái cõi đời này, khổ nó cũng không tuyệt đối là khổ, mà an vui nó cũng không tuyệt đối là an vui. Và nó sẽ luôn luôn có sự đan xen, lúc khổ, lúc vui như vậy. Đừng thấy là hôm nay mình ăn vui mà nghĩ rằng cái ăn vui này nó sẽ tương lai nó sẽ còn ăn vui nữa, mai mốt thế nào cũng gặp những cái chuyện khổ đau. Khi gặp khổ đau thì cũng đừng có mất niềm tin, thế nào cũng có lúc lại gặp chuyện ăn vui. Vì cái cõi người là cái cõi đen trắng, nó luôn luôn dao động, luôn luôn có cái sự hài hòa với nhau như vậy. Lúc thì đen, lúc trắng, lúc thiện, lúc ác, lúc vui, lúc buồn, lúc khổ, lúc thì nào. Đấy là cái cõi người, là cái cõi nó rõ ràng nhất cái điều này. Nhưng mà cũng có một số người thì người ta thiên về cái thiện nghiệp nhiều hơn, cái nghiệp trắng làm nhiều hơn, mà cái nghiệp đen thì nó ít, nốm đốm một chút xíu thôi, còn đa số nghiệp trắng. Cái nghiệp bất thiện có tạo nhưng ít thôi, nhưng nghiệp thiện tạo nhiều hơn, thì thường hay sinh làm chư thiên. Vì vậy cho nên sinh làm cõi chư thiên thì người ta có cái hạnh phúc, có cái lạc thú, có cái đời sống nó hạnh phúc, an vui nhiều hơn, cao hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn ở cõi người một chút. Nhưng không phải là người ta đã tuyệt đối an vui hoàn toàn trong cuộc đời. Các vị ấy vẫn có những phiền não khởi lên, vẫn có những sân hận, vẫn có những cái sự tham dục, vẫn có những cái sự bất an, vẫn có những cái sầu bi ưu não nó khởi lên. Chứ nó không hoàn toàn, nó không hoàn toàn là hạnh phúc tuyệt đối. Thì có Phạm Thiên ý, thì an vui hơn. Nếu như vị nào mà sinh về cõi Phạm Thiên ý, nếu mà chứng các tầng thiền ý, sinh về các cõi Phạm Thiên thì nó mới không khởi lên những cái phiền não, tham sân si nó không khởi lên. Chứ còn sinh về cõi chư thiên nó vẫn còn những cái buồn phiền khổ sở. Nên là đấy, cho nên là mới gọi là cái nghiệp đen trắng, cho cái quả báo đen trắng. Thì ở cái cõi dục giới này, hoàn toàn là cái cõi dục giới là vậy. Sẽ có lúc thiện lúc ác, cho nên là sẽ có cái sự thọ quả báo lúc thiện lúc ác.
Bởi vì trong cái lúc mình tạo những cái thiện nghiệp ấy, nó vẫn khởi lên những tâm bất thiện, hoặc là có những lúc khởi lên tâm bất thiện, nó cũng khởi lên cả tâm thiện. Còn nếu cái người chứng vào trong các tầng thiền, tại sao người ta lại sinh về cái cõi thuần thọ lạc được? Bởi vì nếu như an trú liên tục ở trong các tầng thiền thì cái tâm thiện ấy nó được duy trì liên tục không gián đoạn. Có thể là vị ấy trú ở trong tầng thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là 1 ngày, 7 ngày liên tục như thế, cái tâm nó bất thiện nó không len lỏi vào, nó không sinh khởi lên được. Còn ở với người mà làm những cái việc thiện hữu nậu ở trên thế gian, những cái thiện pháp như bố thí giữ giới, làm những cái thiện nghiệp tầm thường ấy, nó luôn xen kẽ với những cái tâm bất thiện, những cái phiền não sinh vào đấy, cho nên nó vẫn tạo ra những cái nghiệp nốm đốm mà thôi, vẫn có đen trắng. Nếu mà chứng được cái tầng thiền ấy thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp thuần trắng hơn, cho nên sẽ sinh về cái cõi thọ lạc liên tục nhiều hơn, cao hơn, mạnh hơn. Vậy thì đấy là cái nghiệp đen trắng thì sẽ cho lại cái quả báo đen trắng ở cái cõi nhân gian thiên giới, và đôi khi cả cái cõi, một số cõi bảng sinh cũng vậy. Đấy là cái nghiệp thứ ba. Và chúng sinh là thừa tự của nghiệp là vậy, là thai tạng là quyến thuộc của nghiệp, là thế. Tạo ra nghiệp gì thì mình thọ cái quả báo ấy thôi. Khi mà mình xúc chạm, mình gặp những cái điều khổ đau bất hạnh là do mình tạo ra ở trong trước, chứ không phải là do ai, không phải là do ai trừng phạt mình, mà đấy là do nghiệp của mình tạo ra. Khổ đau là do mình tạo ra, không phải là do ai ban, không phải ai trừng phạt. Hạnh phúc cũng là do mình tạo ra, không phải do ai ban cho. Đấy là cái người tuệ tri về nghiệp, hiểu rõ về nghiệp như thế thì người ta không còn cái sự oán trách, không còn cái sự kêu ca than van, và luôn luôn biết hổ thẹn. Khi mình gặp những cái điều mà không như ý, trái ý nghịch lòng thì mình phải hổ thẹn với cái nghiệp xấu mà mình đã tạo ra trong quá khứ, không oán trách than vãn ai cả. Mà hay là khi mình gặp những cái nghiệp tốt thì mình cũng chớ có vì vậy mà tự mãn, vì cái nghiệp đấy nó cũng chỉ là giả tạm ngắn ngủi thôi, nó chưa phải là vững bền chắc chắn được. Và có cái nghiệp thứ 4 thì là cái nghiệp không đen không trắng. Thì Đức Phật dạy rằng cái nghiệp không đen không trắng sẽ đưa lại cái quả báo không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ở đây này Bún Nha, chỗ nào có ý chí Chetala là tâm sở tư, tức là cái người nào có cái ý chí, có cái sự cố ý cố tình ấy, có khởi lên cái tâm ý chí mạnh mẽ, đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Này Bún Nha, thế nào là nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng? Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn tận. Ở đây Bún Nha, chỗ nào ý chí như vậy này Bún Nha được gọi là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Đoạn diệt các nghiệp này Bún Nha, có 4 loại nghiệp này ta đã tự chứng chi, chứng ngộ và tuyên thuyết. Đức Phật nói cái nghiệp này Đức Phật cũng nói một cách vắn tắt như vậy, nhưng mà để hiểu rõ hơn, sâu rộng hơn về cái nghiệp không đen trắng này, hay là nghiệp đưa đến đoạn trừ các nghiệp, thì vị ấy phải hiểu ra được là những cái nghiệp nào đưa đến cái quả báo khổ đau, cái nghiệp nào đưa đến cái quả báo an vui, và cái nghiệp nào đưa đến cái quả báo vừa an vui vừa khổ đau. Thì cái vị ấy có cái tâm khởi lên cái ý chí đoạn trừ tất cả những cái nghiệp ấy. Vậy thì những cái hành động, lời nói, ý nghĩ gì đưa đến địa ngục, hay là đưa đến cái ở cái trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, vị ấy đều có cái sự nhàm chán, đều có cái sự yếm ni, muốn xa lìa, muốn giải thoát khỏi cả cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Vị ấy không còn, vị ấy thấy được cái sự sinh, cái tất cả các cái sinh thú, tất cả các sinh hữu, tất cả các cái cõi sống là vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Vị ấy thấy nhàm chán trong các dục, vị ấy biết là dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho nên vị ấy khởi lên cái tâm muốn ni dục, muốn ni tham, muốn diệt trừ tham ái. Nên ngày nào mình còn tham ái thì sẽ còn ưa thích cái này cái kia, còn ưa thích cái này cái kia thì còn tạo những cái nghiệp thiện ác khác nhau, còn tạo nghiệp thiện ác khác nhau thì còn tái sinh về các cái thế giới, những cõi sống khác nhau. Vậy thì ngày nào mình có không còn ưa thích một cái sinh hữu nào nữa, không còn ưa thích một cái gì nữa, thì lúc ấy
nó mới đưa đến đoạn trừ tất cả các nghiệp được. Vậy thì muốn đoạn trừ được tất cả các nghiệp thì phải đoạn trừ được tham ái, phải đoạn trừ được những chấp trước, phải đoạn trừ được những cái vô minh, những tà kiến nó ngủ ngầm, nó thâm sâu ở trong cái nội tâm này. Thì vị ấy phải có cái ý chí như vậy, vị ấy phải khởi lên cái ước muốn mạnh mẽ, đó là muốn giải thoát ra khỏi cái sự chi phối, ra khỏi cái sự vận hành của những cái nghiệp, và muốn giải thoát ra khỏi cái luân hồi tái sinh ở các cái cõi sống khác nhau. Vì ấy không còn ham muốn, ưa thích, hưởng thụ những cái dục lạc ở các cõi thiên giới hay ở cõi người, hay là vì ấy hoàn toàn nhàm chán những cái cõi khổ đau. Thì vì ấy cần phải thực hành để giác ngộ ra được các sự thật. Vì ấy phải thấy được cái sự khổ trên cái thân tâm năm uẩn này. Tất cả chúng sinh ở cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới thì cũng đều là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Vậy vị ấy cần phải tuệ chi, cần phải niễu chi, cần phải hiểu rõ rằng cái thân này là đất nước nửa gió, nó vốn sinh diệt, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cái cảm thọ vui buồn này nó cũng thế, nó cũng không phải là ta, của ta, tự ngã của ta. Những cái tư tưởng, những cái hành động, những cái nhận thức của mình cũng thế, nó cũng luôn luôn trong cái trạng thái sinh diệt vô thường, là khổ, là vô ngã như vậy. Vì ấy cần phải giác ngộ như vậy. Thì vì ấy muốn giác ngộ được như vậy, vì ấy cần phải thực hành theo một cái nội trình bát chánh đạo, theo một cái nội trình giới định tuệ. Hay là vì ấy thấy như vậy thì đó mới là chánh kiến, mới là một cái chi đầu tiên khởi đầu trong bát chánh đạo. Cái đạo nộ ấy mới đi đến đoạn trừ các nghiệp, mới đi đến tận trừ được cái sự tái sinh trong sinh tử này. Thì vị ấy cần phải thực hành thiền chỉ quán, tức là phải thực hành giới định tuệ, để vị ấy phải phát triển được cái thiền tuệ, phải quán được cái thân tâm năm uẩn này, rồi vị ấy mới quán nguyên nhân sinh ra cái thân năm uẩn này. Đó là giác ngộ về nguyên nhân, về tập đế. Rồi vị ấy cần phải thấy ra được cái sự sinh diệt, phải diệt trừ đi được cái sự hiểu biết sai và thể nhập với trí tuệ, thấy đúng cái sự thật, đó là các pháp hữu vi, đó là vô thường, nó là vô ngã, nó là rỗng không, là giả tạm. Vì ấy khi thể nhập với chánh trí như vậy thì vô minh ấy được đoạn trừ, tham ái được đoạn trừ, chấp thủ được đoạn trừ. Vì ấy mới thấy được cái pháp bất sinh bất diệt, mới thấy được cái pháp tịch tịnh giải thoát. Thì lúc đấy vị ấy mới thấy được cái sự diệt tận của cái thân tâm năm uẩn này. Rồi vị ấy thực hành theo cái đạo nộ con đường ấy, vị ấy mới đi đến diệt tận các cái nghiệp. Từ khi mà một cái người còn chấp thủ thì nó còn tạo ra nghiệp. Ví dụ như một người chứng các tầng thiền, vị ấy chấp thủ đây là tầng thiền, là ta chứng đắc các tầng thiền, vị ấy có ưa thích với tầng thiền ấy thì đấy là chấp thủ về những cõi sắc giới và vô sắc giới. Hay là một cái vị người mà khi làm những cái thiện pháp, thiện nghiệp, vì ấy có bố thí, có giữ giới, có làm những cái thiện nghiệp, vì ấy vẫn còn tham ái với những thiện nghiệp ấy, còn chấp thủ, vì ấy còn nghĩ rằng nhờ cái công đức, nhờ cái thiện nghiệp, nhờ cái thiện pháp mà ta đã làm này, chắc chắn sẽ đưa đến cái hạnh phúc, cái sự an lạc, cái sự an vui ở cõi nhân gian, ở cõi thiên giới, tương lai ta sẽ được hưởng những cái niềm vui thú ấy. Thì đấy là vì còn tham ái. Vì còn tham ái, còn chấp thủ vào những cái nghiệp ấy thì nó sẽ đi lại cái quả báo, và thì nó sẽ khiến cho vị hồi tái sinh. Hay là vị ấy luôn luôn thấy thân nam muộn này là ta, của ta, tự ngã của ta. Thì khi làm cái gì vị ấy cũng có chấp trước về những cái hành động, việc làm của mình, cho nên nó sẽ để lại những cái nghiệp. Còn khi nào vị ấy giác ngộ ra được một cái sự thật này, thân tâm nam muộn này nó không phải là ta, của ta, tự ngã của ta nữa, vị ấy không còn chấp thủ, không còn chấp trước như vậy, thì vị ấy không còn tham ái. Không còn tham ái là do vị ấy hiểu rõ sự thật, đó là trí tuệ. Do có trí tuệ, vị ấy không có vô minh. Vị ấy diệt trừ được vô minh như vậy, thì những hành động, những việc làm, những cái lời nói, những suy nghĩ của vị ấy, nó không để lại nghiệp thiện ác gì. Cho nên đấy mới gọi là nghiệp đưa đến đoạn tận các nghiệp. Chính là những cái nghiệp siêu thế, chính là cái tâm siêu thế, chính là cái nghiệp mà đã đoạn trừ được cái vô minh tham ái này, thì mới đoạn trừ được các nghiệp. Thì lúc ấy vị ấy có làm những việc thiện, vị ấy cũng không thấy mình làm việc thiện, vị ấy không khởi nên được những cái tâm ác, cho nên vị ấy không làm việc ác nữa.
Và lúc đấy vị ấy mới đoạn trừ được cả nghiệp đen, đoạn trừ được cả nghiệp trắng, đoạn trừ được cả những cái quả báo đưa đến do cái cõi khổ vui. Tức là vị ấy chứng được Niết Bàn, chấm dứt tử sinh, chấm dứt khổ đau. Thì cái nghiệp ấy gọi là cái pháp chứng đắc các cái đạo quả siêu thế mới tạo được ra những cái nghiệp này.